Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để giúp người dân sơ tán nhanh nhất có thể. Nhưng tôi biết rằng lực lượng Ukraine và phương Tây đang tiến rất gần với biên giới với Nga. Tình hình đang trở nên khó khăn theo từng ngày, từng giờ, và căng thẳng lại leo thang hơn. Ukraine đã đánh chiếm các trung tâm tiếp tế quan trọng của Nga là Izium và Kupiansk. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Làm thế nào mà chỉ sau hơn 6 tháng xung đột, từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 13 tháng 9 năm 2022, một đội quân bạc nhược, yếu kém, tham nhũng, với nguồn viện trợ nhỏ giọt từ thế giới phương Tây đang chìm trong bất ổn, suy thoái, lại có thể đẩy lùi một trong những đội quân hùng mạnh nhất trên thế giới chỉ trong một cuộc phản công miền Đông với điểm nhấn là trận Kharkiv. Trước khi đi vào câu trả lời, chúng ta cần quay lại thời điểm cuối tháng 2 năm 2022. Các lực lượng quân sự Nga tập trận từ Belgorod bất ngờ tiến quân về hướng Ukraine dưới danh nghĩa chiến dịch quân sự đặc biệt. Cùng với Donetsk, Kharkiv đang trở thành địa điểm diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội nhất giữa hai bên tham chiến. Ngay từ những phút đầu của cuộc chiến, quân đội Nga đã giành được lợi thế áp đảo trước đối phương nhờ sự vượt trội không chỉ về các loại vũ khí tấn công tầm xa, pháo binh, tăng thiết giáp, mà còn là cả nguồn nhân lực hùng hậu. Nhiều đơn vị của Nga tham chiến tại đây như Sư đoàn Xe tăng cận vệ số 47, Sư đoàn Xe tăng cận vệ số 4, Sư đoàn Súng trường cơ giới cận vệ Tamaskaya số 2, Sư đoàn Súng trường cơ giới số 3, Lữ đoàn Súng trường cơ giới độc lập 200 đều được biên chế những binh lính thiện chiến chính quy nhất của Liên bang Nga. Ngoài quân chính quy, các lực lượng Nga còn bao gồm cả lực lượng dân quân của hai nước Cộng hòa tự xưng Luhansk và Donetsk. Địa hình nơi đây cũng hết sức chống trải, không thích hợp cho phòng thủ. Do vậy, chỉ sau một vài tuần giao chiến, các vị trí quân sự quan trọng xung quanh Kharkiv lần lượt bị thất thủ. Đến ngày 2 tháng 4, quân đội Nga đã chiếm được thành phố Izium, nằm cạnh đường cao tốc M03, nối Kharkov với Slaviansk ở vùng Donetsk lân cận. Chỉ vài tuần sau đó, quân đội Nga lại kiểm soát thêm khoảng 40% các khu định cư của vùng Kharkiv. Tuy nhiên, một nửa lãnh thổ còn lại của Kharkiv vẫn còn sự hiện diện của các lực lượng ủng hộ chính quyền Kiev. Thế là nhiều loại vũ khí tầm xa, từ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, cho đến pháo phản lực phóng loạt và lựu pháo, đã được Nga đưa vào biên chế sử dụng với số lượng cực lớn nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn các điểm phòng ngự cuối cùng của đối phương. Các trạm tiếp điện, viện nghiên cứu, trường học, công viên và thậm chí là cả viện nghiên cứu hạt nhân cũng được cho là bị phá hủy do các đợt tấn công của quân đội Nga. Nói thêm về Kharkiv, có thể bạn chưa biết, đây là một tỉnh lớn thuộc miền đông của Ukraine, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, nằm ở ngã ba sông Ura, Lopan và Kharkiv. Nó tiếp giáp tỉnh Belgorod của Nga về phía bắc, tỉnh Luhansk về phía đông, tỉnh Donetsk về phía đông nam, Dnipropetrovsk phía tây nam, Poltava phía tây và Sumy phía tây bắc. Ngay từ thế kỷ 19, sau khi mỏ than Donetsk gần đó được đưa vào khai thác, tuyến đường sắt Kharkiv được khánh thành kéo theo sự phát triển của các ngành kỹ thuật công nghiệp nơi đây. Trong Thế chiến thứ hai, Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề do trở thành nơi giao tranh ác liệt giữa quân phát xít Đức và Hồng quân. Chỉ ít năm sau chiến tranh, Kharkiv vẫn đủ sức vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật lớn của Liên Xô, cho đến tận khi siêu cường này tàn rã. Do vậy, việc kiểm soát hoàn toàn Kharkiv có ý nghĩa tinh thần và chiến lược quân sự hết sức quan trọng đối với cả hai bên tham chiến. Kể từ khi Kharkiv bị bao vây, quân đội Ukraine dù chưa nhận được một lượng lớn các vũ khí hạng nặng do phương Tây viện trợ, đã bắt đầu tái tổ chức lực lượng để đáp trả quân Nga, nhưng không đạt được hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên, họ vẫn thành công phá hủy một số loại vũ khí tối tân của Nga như là xe tăng T-90, trực thăng tấn công K-52 và cường kích Su-34. Đại tá Denis Kurilo,
một chỉ huy của lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 200 cùng một số sĩ quan Nga cũng đã bị thương nặng và hy sinh trong trận này. Nhưng nhìn chung, các lực lượng Ukraine, kể cả quân chính quy và lính đánh thuê bên trong lẫn bên ngoài Kharkiv, cũng như nhiều thành phố khác, đều lâm vào thế bị động phòng thủ. Tin tốt lành duy nhất đối với họ có thể kể đến chỉ là đợt tiến quân của Nga, chủ yếu là từ lữ đoàn súng cơ giới cận vệ 37 và lực lượng đổ bộ đường không vào Kiev đã bị đẩy lùi. Điều đó cũng có nghĩa là quân Ukraine ở Kharkiv vẫn có thể trông đợi vào lực lượng viện binh từ chính quyền Kiev trong tương lai. Tuy nhiên, điều này cũng đưa lực lượng Kharkiv vào tình huống trớ trêu. Đó là khi quân đội Nga không thể tiến sâu thêm vào phía tây Ukraine thêm nữa. Họ sẽ thu hẹp quy mô chiến dịch, quay sang tấn công các tuyến phòng ngự còn lại của đối phương ở miền đông, nhất là các khu vực quan trọng gần tuyến tiếp vận của Nga như Kharkiv. Chính quyền của Tổng thống Zelensky lúc này đã nhận được nguồn viện trợ khá lớn từ phương Tây, có hai lựa chọn. Một là tái tổ chức lực lượng, dốc toàn lực phản công quy mô lớn nhằm vào các vị trí đang bị đối phương chiếm đóng ở miền đông, nhằm tái chiếm lãnh thổ cũng như kết thúc sớm chiến tranh. Với cách làm này, người Ukraine có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị quân đội Nga vẫn đang rất hùng mạnh tiêu diệt phần lớn toàn bộ lực lượng, hoặc kể cả có may mắn tái chiếm được phần lớn lãnh thổ, họ cũng có nguy cơ bị cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và phương án thứ hai là củng cố vững chắc thêm các thành trì mà họ vẫn còn trụ vững, đồng thời phát động từng đợt tấn công nhỏ lẻ vào các vị trí trọng yếu của đối phương và chỉ tái chiếm quy mô lớn vào các khu vực bị đối phương lơ là cảnh giác. Với cách làm này, người Ukraine sẽ phải chấp nhận bước vào một cuộc chiến tiêu hao lâu dài, gây tổn thất cho chính đất nước của mình. Nhưng bù lại, họ có thể đẩy đội quân hùng mạnh của đối phương vào thế bị xa lầy trên mọi mặt trận. Và có vẻ như chính quyền Kiev đã chọn cách làm thứ hai. Sau nhiều ngày chiến đấu giằng co trên khắp chiến tuyến, bất chấp sức mạnh hỏa lực áp đảo của Nga, đội quân Ukraine bắt đầu triển khai kế hoạch tập kích diện rộng, hòng đánh lạc sự chú ý của đối phương khỏi mục tiêu chính. Nhưng đó có vẻ sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn, ít nhất là trong thời điểm tháng 5 năm 2022. Quân đội Nga với chiến thuật tiền pháo hậu xung cổ điển vẫn nắm thế chủ động trên hầu hết các mặt trận miền đông Ukraine. Có thời điểm, số lượng tù binh Ukraine bị Nga bắt lên tới gần 10.000 người, bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài. Bên cạnh các loại vũ khí pháo binh như pháo tự hành 2S-19, pháo phản lực BM-30 Smut, BM-27 Uragan, tên lửa đạn đạo Iskander phiên bản nội địa Nga cũng được đưa vào sử dụng. Xin hãy lưu ý rằng đây là một trong những tên lửa đạn đạo chiến thuật mạnh nhất thế giới, có tầm bắn cũng như năng lực xuyên phá vượt qua mọi loại vũ khí Ukraine có thể sở hữu cho đến thời điểm hiện tại. Tại mặt trận Sivets, các đơn vị của Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 và binh chủng lính dù của Liên bang Nga vẫn duy trì thế bao vây biên giới Ukraine nhằm ngăn chặn việc chuyển quân của Ukraine sang các mặt trận khác. Khu vực Lyman gần Kharkiv cũng bị quân Nga chiếm đóng. Nhưng cũng trong lúc này, quân đội Nga bắt đầu bộc lộ một số khuyết điểm khi phải dàn trải lực lượng phủ khắp các khu vực chiếm đóng. Tại mặt trận Sloviansk, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công được hỗ trợ bởi pháo binh vào mặt trận Pasika Bohorodice. Nhưng họ đã không thành công và phải rút lui về vị trí trước đó của mình. Nhiều lần trong ngày, quân đội Nga đã nã súng cối và pháo vào các làng Velika, Komisuvakha, Dovhenke và Vinopila. Tại hai vùng Severodonetsk và Lysychansk, sau nhiều ngày bao vây, đánh phá, quân đội Nga vẫn không thể đánh bật hoàn toàn lực lượng trung thành với chính quyền Kiev. Trên mặt trận Avdiivka và Kharkov, lực lượng Nga chủ động nã đạn vào các vị trí đóng quân của Ukraine, đồng thời triển khai các máy bay tác chiến và trực thăng tiến hành các cuộc không kích. Ở mặt trận Pivdenibu, Nga tập trung nỗ lực duy trì các vị trí hiện tại và tiếp tục duy trì tấn công các cánh quân đánh thăm dò của đối phương. Trên mặt trận Kariviri, các lực lượng Nga đã triển khai súng cối, pháo và rocket để tấn công quân đội Ukraine khắp nơi. Trong khi đó, ở mặt trận Slobodansk, các nỗ lực chính của Nga tập trung vào việc duy trì các vị trí đã giành được quyền kiểm soát trước đây. Quay trở lại Kharkiv, tình hình vẫn không có tiến triển đáng kể khi lực lượng bao vây của Nga vẫn sử dụng hỏa lực pháo binh tấn công ngày càng dồn dập, đi kèm với sự hỗ trợ của không quân. Cứ như vậy, hai bên tiếp tục cuộc chiến giằng co cho đến hết tháng 6 và tháng 7. Ukraine khi này đã tiếp nhận và bắt đầu sử dụng hết sức hiệu quả hệ thống pháo binh cơ động HIMARS,
khiến nhiều kho hàng, sân bay, sở chỉ huy và nơi tập trung nhân lực của quân đội Nga bị tổn hại. Ở bên kia chiến tuyến, Điện Kremlin cũng tăng cường thêm các đơn vị xung quanh biên giới với Ukraine, sẵn sàng mở rộng quy mô chiến dịch quân sự trong trường hợp cần thiết, đồng thời tiến hành tái cấu trúc lại một số đơn vị đang tham chiến trên lãnh thổ Ukraine. Nhìn chung, các thông tin còn lại về tình hình chiến sự cũng như mục tiêu chiến thuật thực tế được cả hai bên tung ra trong lúc này đều rất hỗn loạn. Nhưng hãy nhìn lên bản đồ. Đây là Kharkiv, còn đây là Donetsk, Luhansk, và đây là Kherson. So với Kharkiv hay Donetsk, Luhansk, có thể thấy việc tái kiểm soát thành công khu vực Kherson ở miền Nam sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho Ukraine. Nếu thành công, chính quyền Kiev có thể vừa uy hiếp bán đảo Crimea. Đây là khu vực có ý nghĩa biểu tượng rất lớn đối với các lực lượng Nga. Một khi giành được thế chủ động ở Kherson, quân Ukraine cũng có thể vừa hỗ trợ cho các cánh quân ở Mykolaiv, Odessa, vừa đánh phá bán đảo Kerch và các tuyến tiếp vận khác của Nga ở gần bờ Tây sông Dnip. Do vậy, không phải tự dưng mà nhiều kết quả phân tích của Nga và phương Tây đều cho thấy chính quyền Kiev chọn Kherson làm trọng tâm chính cho cuộc phản công, thay vì Kharkiv hay Luhansk, Donetsk, vốn là những nơi đang được bảo vệ rất chặt chẽ. Quả nhiên, đến rạng sáng ngày 27 tháng 7, tình hình chiến trường đã có sự biến chuyển. Quân Ukraine đột ngột mở cuộc tập kích quy mô lớn về phía Kherson, phá hủy ít nhất 3 cây cầu bắc qua sông Dnipro, khiến hoạt động tiếp tế của Nga qua đây tạm thời bị gián đoạn. Suốt nhiều ngày sau đó, không quân, lục quân Ukraine theo ba hướng tập kích liên tục vào các vị trí phòng thủ xung quanh Kherson, tập kích các kho đạn, căn cứ quân sự của Nga xung quanh lãnh thổ Berislav, Snihurika và cầu Nova Kharkovka. Đáp lại, không quân hải quân Nga cũng bắn trả hết sức nhiệt tình vào các thành phố hậu phương của Ukraine và cả thủ đô Kiev bằng các loại bom và tên lửa hành trình. Quân Nga đóng tại một số vị trí khác, kể cả Kharkiv, cũng được điều đến Kherson nhằm ngăn chặn các đơn vị đối phương đang đóng giữ tại đây. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2022, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Moscow đã gây ra tổn thất lớn cho quân đội Ukraine trong các trận chiến trong ngày. Theo đó, Kiev đã mất 26 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe bọc thép khác, 2 máy bay chiến đấu Su-25 và 560 binh sĩ thương vọng. Quả thực, các cuộc giao tranh tại Kherson sau đó diễn ra khá lẻ tẻ, khác hẳn với tuyên bố hùng hồn ban đầu của chính quyền Kiev về một cuộc phản công giành lại lãnh thổ quy mô lớn tại miền Nam. Tại các khu vực thuộc Donbass, các mũi tấn công bổ trợ của quân Kiev cũng bị Nga chặn đứng. Đúng lúc tâm điểm cuộc chiến đang hướng về Kherson, thì vào ngày 6 tháng 9, bộ binh Ukraine lại bất ngờ phát động thêm một cuộc phản công nữa nhắm vào lực lượng Nga tại Kharkiv. Nhiều khu vực thuộc Kharkiv như là thị trấn Balaklia, khu vực định cư Shevchenkov, thị trấn Kupiansk bị tấn công liên tiếp, trong khi thành phố Izium đứng trước nguy cơ bị Ukraine bao vây, cô lập. Trong một thời gian ngắn, họ đã xuyên thủng hàng rào phòng ngự có chiều sâu 50 km của quân đội Nga, buộc Moscow phải cấp tốc tung những đơn vị đặc biệt tới trợ chiến. Tại khu định cư Degachi, lữ đoàn cơ giới độc lập số 92 Ukraine vốn có tiền thân là sư đoàn súng trường cơ giới số 48 quân thuộc Kiev từ thời Liên Xô cũ đã có trận giao tranh kịch liệt với lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 200 của hải quân Nga. Song song với đó, không quân Nga đã tập kích đại bản doanh của lữ đoàn 5 thuộc vệ binh quốc gia Ukraine, cùng với các cứ điểm tạm thời của lữ đoàn bộ binh cơ giới 92, cũng như nhóm dân quân theo chủ nghĩa dân tộc Kraken gần Balaklia và Chuhuiv, tỉnh Kharkiv. Quân đội Ukraine sau nhiều ngày chiến đấu cũng giành quyền kiểm soát một phần thành phố Kupiansk nằm ở tả ngạn sông Oskol. Các nguồn tin của Nga báo cáo rằng quân đội của họ đã rút lui từ phía tây của thành phố sang phía đông. Quân đội Nga vội vàng rút lui khỏi Izium và Balaklia, bỏ lại một lượng lớn thiết bị trong thành phố. Như vậy, các thành phố quan trọng nhất ở Kharkiv đã lọt vào tay chính quyền Kiev. Quân đội Ukraine tiến đến vùng ngoại ô phía đông nam và tây nam của Liman, nơi quân đội Nga yểm trợ cho quân đội ly khai và binh lính rút lui khỏi Izium. Trận kịch chiến tranh giành Liman lần thứ hai giữa hai bên chính thức bắt đầu. Đến ngày 12 tháng 9, các đơn vị quân Ukraine được tập hợp tại bờ sông Oskol ở làng Borovaya, bắt đầu vượt sông hòng đánh thẳng vào tuyến phòng thủ trọng yếu của các lực lượng Nga, bất chấp làn hỏa lực từ trực thăng chiến đấu Nga. Trước sức ép bị tấn công từ mọi hướng, ông Vitali Ganchev, một quan chức do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kharkiv lúc đó cho biết, đối phương đang triển khai lực lượng đông gấp 8 lần và nhiều đơn vị trong số này đã trở về Nga. Đến ngày 18 tháng 9, quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã vượt qua và kiểm soát phía đông của sông Oskol. Cánh quân này sau đó tiếp tục tiến hành truy đuổi và tấn công các đơn vị còn lại của người Nga tại làng Devurezhno, Golubovka
và lan sang cả một số khu vực nhỏ ở vùng Donetsk. Quay trở lại với Liman, đến ngày 28 tháng 9, quân đội Nga đã chiếm đóng thành công các vị trí xung quanh thành phố và bắt đầu tiến vào đây từ ba ngả. Hai ngày sau, quân đội Ukraine đã cắm cờ tuyên bố chiếm lại thành phố. Nga cũng xác nhận rằng họ đã mất quyền kiểm soát Liman vào chiều hôm đó. Theo giải thích của quân đội Nga, lo lắng hàng ngàn binh sĩ có thể bị bao vây và cô lập, phía Nga đã chủ động rút lui khỏi Liman. Khi quân đội Ukraine tiến vào Liman, đó chỉ là một thành phố không có sự phòng thủ. Việc chiếm được Liman được cho là có ý nghĩa quan trọng với quân đội Ukraine, cho phép họ duy trì thế tấn công từ Kharkiv, ngăn chặn bộ binh đối phương chi viện và có thể tạo đà cho các cuộc tấn công vào Donetsk, Luhansk sau này. Như vậy, chỉ trong tháng 9, quân đội Ukraine về cơ bản đã làm chủ hoàn toàn các vị trí trọng yếu xung quanh Kharkiv, buộc các lực lượng Nga tại đây phải rút lui trong tình thế hỗn loạn. Bước sang tháng 10, quân Ukraine tại Kharkiv ngày càng đẩy mạnh các hoạt động tiến quân về phía Donetsk và Luhansk. Tuy nhiên, sức mạnh của họ cũng chạm đến giới hạn. Cuộc tấn công của Ukraine tại ngã rẽ dọc theo tả ngạn sông Zerebes đã bị quân Nga ngăn chặn. Theo các phóng viên quân sự Nga, vào ngày 10 đến ngày 11 tháng 10, quân đội Nga đã tiến hành một số cuộc phản công cục bộ gần Kremenaya và tái chiếm Teny, Toskoy, Novosadovo, Makevka và Nevskoy. Trong trận phòng tuyến Svatov, Kremina, sau khi chiếm được 14 thị trấn và làng mạc, bao gồm cả Borova, Vetiko theo biên giới Kharkiv, Luhansk, lực lượng Ukraine cũng tiến về phía Chevono-Popivka, Luhansk, trên đường cao tốc Svatov-Kremina. Nhưng tại đây họ đã bị quân Nga đánh trả hết sức quyết liệt. Đến tháng 11, thời tiết bất ngờ trở nên khắc nghiệt, chiến trường trở thành đống bùn lầy, khiến hoạt động triển khai quân của cả hai bên gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù các trận chiến ác liệt vẫn diễn ra hàng ngày. Cho đến nay, cuộc phản công miền đông Ukraine với đỉnh cao là trận tái chiếm Kharkiv vẫn được xem là chiến thắng biểu tượng có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất đối với quân đội Ukraine. Nhưng về cơ bản, đây vẫn chỉ là cuộc phản công mang tính cục bộ với chiến thắng dựa vào nghi binh, khai thác sơ hở nhất thời của quân đội Nga. Nó cũng chưa thể giúp người Ukraine thay đổi cục diện chiến trường. Đó là còn chưa kể đến việc lực lượng vũ trang Nga sau trận này cũng rút ra các bài học kinh nghiệm mới. Họ sau đó đã tích cực tái tổ chức lực lượng cũng như gia cố thêm các hệ thống phòng thủ có sẵn tại khu vực còn đóng giữ tại miền đông Ukraine bằng mìn, chướng ngại vật. Nhiều chuyên gia cũng vì thế mà đưa ra nhận định rằng ngay trong cuộc phản công gần đây, người Ukraine gần như không thể hy vọng về một chiến thắng tương tự như cuộc phản công Kharkiv hồi năm 2022. Tất cả chỉ để đưa cuộc xung đột tại Ukraine dần trở thành trận chiến tiêu hao ác liệt và ngày càng khó đoán định. Những gì các bạn vừa được chứng kiến trên màn hình chỉ là một ngày bình thường ở Bakhmut. Trong suốt quãng thời gian từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, giữa một bên là quân phòng thủ Ukraine đối đầu với lực lượng tấn công của Nga cùng các đơn vị thuộc hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và cả đội quân đánh thuê Wagner lừng danh. Tất cả chỉ để tạo nên một cối xay thịt giữa lòng cuộc chiến ác liệt nhất châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai. Có thể trong số nhiều bạn ở đây chưa được biết rõ là trên thực tế, cuộc chiến tại Bakhmut đã bắt đầu từ tháng 8 năm 2022, tức gần 6 tháng sau khi người Nga phát động cái mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Được biết trước đó, trong các nỗ lực nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, quân đội Nga đã triển khai hàng loạt mũi tấn công vào các điểm trọng yếu xung quanh thành phố Severodonetsk và Lysychansk nhằm từng bước cô lập, tiến tới tiêu diệt các lực lượng trung thành với chính quyền Kiev tại đây. Đặc biệt, sau cuộc tấn công ác liệt của Nga vào thành phố Popasna thuộc tỉnh Lugansk cách Bakhmut 24 km, biến nơi đây trở thành đống gạch vụn. Người Nga đã buộc lực lượng Ukraine còn lại phải co cụm về thành phố Bakhmut cùng với các đơn vị Ukraine thiết lập tuyến phòng thủ tại đây. Nói về Bakhmut, có thể bạn đã biết đây là một thành phố cỡ vừa thuộc miền đông Ukraine, từng nổi tiếng với nghề khai thác muối và thạch cao.
Trong cuộc xung đột tại Ukraine, Bakhmut đóng vai trò như là một tiền đồn kiêm trung tâm vận chuyển và hậu cần của khu vực Donetsk. Bất chấp các đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh cũng như Ukraine về tầm quan trọng của Bakhmut, rằng nếu Nga chiếm đóng thành công thành phố này, họ có thể sẽ đe dọa các khu đô thị lớn hơn Kramatorsk và Sloviansk. Vì Mỹ vẫn cho rằng Bakhmut không hề có vị trí quan trọng đối với cục diện tổng thể trên chiến trường. Thậm chí ngay cả đối với quân đội Nga, sau trận đại bại Kharkiv, họ mới bắt đầu tập trung hơn vào thành phố Bakhmut nhằm tạo bàn đạp để thực hiện các cuộc tiến công xa hơn về phía Tây, đồng thời tăng cường các tuyến phòng thủ sẵn có. Mở màn của trận đánh thì các lực lượng quân đội Nga tiến quân ào ạt theo đường cao tốc E-40, núi Izium, Sloviansk và khu vực Bakhmut, nhanh chóng tạo thế bao vây lực lượng Ukraine ở phía đông tỉnh Donetsk. Sau khi củng cố các phòng tuyến tại Izium đã chiếm được từ tháng 4 năm 2022, quân Nga cũng tấn công liên tiếp xung quanh các chiến tuyến thuộc Severodonetsk, Lysychansk, diễn ra đồng thời với các trận pháo kích xung quanh Bakhmut. Đến cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2022, các lực lượng Nga sau khi giành quyền kiểm soát gần như hoàn toàn Severodonetsk, Lysychansk, đã điều chuyển thêm các đơn vị thiện chiến bậc nhất tiến về hướng trung tâm Bakhmut và thị trấn Soledar gần đó. Quân Ukraine phải rút khỏi các chiến tuyến quan trọng, bao gồm cả nhà máy điện Vulehitska và thị trấn Novoluhansk. Đến lúc này, tổng nguồn nhân lực Nga huy động trong trận Bakhmut có thể lên đến hơn 100.000 người. Tương quan lực lượng hai bên theo như tướng Ukraine, ông Oleksandr Tarnavsky tuyên bố, thì Nga nắm giữ lợi thế nhân lực 5 chọi 1 so với Ukraine dọc theo mặt trận phía đông. Tuy nhiên, theo các thông tin do truyền thông Nga cung cấp, lực lượng Ukraine trong trận Bakhmut bao gồm cả tân binh, lực lượng chi viện, quân đoàn theo chủ nghĩa dân tộc và các lực lượng hoạt động đặc biệt nước ngoài có thể lên đến hơn 80.000 người. Đến tháng 8 năm 2022, ngoài lợi thế nhân lực, vật lực vượt trội, phía quân Nga còn có sự tham gia của các đơn vị lính đánh thuê Wagner cực kỳ tinh nhuệ. Hầu hết trong số họ đều được tuyển chọn từ những người có kinh nghiệm chiến tranh, kể cả tù nhân. Từ các vị trí có được từ thành phố Liman, Severodonetsk, Lysychansk và các điểm đóng quân trải dài theo đường E-40, các lực lượng Nga tập trung tiến về phía đông thành phố. Chiến thuật của họ hết sức đơn giản, đó là tấn công dồn dập bằng hỏa lực của các loại vũ khí pháo binh hạng nặng như là dàn pháo phản lực Tornado, BM-21, pháo tự hành 2S-19. Sau đó, bộ binh cùng các xe tăng các dòng T-72, T-80 và thiết giáp hạng nhẹ sẽ tấn công vào các vị trí đã bị dội hỏa lực từ trước. Vào ngày 4 tháng 8, lính đánh thuê của tập đoàn Wagner đã vượt qua được hàng phòng thủ của Ukraine và tiến đến phố Pechis, Lumumba ở ngoại ô phía đông của Bakhmut. Tuy nhiên, ở các hướng tấn công của quân chính quy Nga, càng vào sâu về phía các đống đổ nát, họ lại càng phải chật vật đối mặt với sức chống cự quyết liệt của binh lính trấn thủ Ukraine. Phải đến ngày 14 tháng 8, rằng các lực lượng Nga mới thành công tiến sâu hơn 10 km về phía ngoại ô thành phố. Nhờ sự hỗ trợ hậu cần của hậu phương, quân Ukraine ở Bakhmut đã dần ổn định lại đội hình. Ngay giữa tình thế cấp bách, họ dựng lên các hào lũy, chiến tuyến, vừa để dự trữ đạn dược, nhu yếu phẩm, vừa tạo thành các lớp phòng thủ liên tiếp ngăn chặn quân Nga. Trong khi ở Soledar, thị trấn đóng vai trò như là một pháo đài bảo vệ tuyến đường tiếp tế của Ukraine cho Bakhmut. Quân Ukraine phòng thủ tại đây cũng bắt đầu sử dụng các hệ thống đường hầm có khả năng cung cấp chỗ trú ẩn dưới độ sâu 80-100m như một địa đạo, chống lại sức mạnh lực lượng cơ giới nặng nề của đối phương. Bên cạnh đó, chính quyền Kiev cũng ra lệnh lữ đoàn cơ giới số 93 triển khai kế hoạch tiến vào Bakhmut. Được biết, đây là lữ đoàn cơ giới tinh nhuệ hiện đại bậc nhất của nước này, từng nổi danh nhờ chiến dịch tiêu diệt quá nửa số xe tăng T-80BV của sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 của Nga khi họ đang từ Sumy đến chi viện cho Kharkov. Ngoài ra, một số đơn vị thuộc hàng tinh nhuệ nhất của Ukraine như lữ đoàn tấn công đường không 77 cũng có tham gia hỗ trợ chiến dịch này. Dưới sự hỗ trợ của lữ đoàn cơ giới số 93, các đơn vị Ukraine bắt đầu triển khai các mũi đột kích nhỏ lẻ, gây thiệt hại cho một số đơn vị Nga, nhưng vẫn chưa đủ để làm thay đổi tình thế. Người Nga vẫn giành quyền chủ động nhờ khả năng duy trì mật độ hỏa lực dồn dập, kết hợp với các đợt không kích bằng chiến đấu cơ.
Sau đó, các cuộc giao tranh ác liệt theo kiểu chiến hào, theo phong cách đệ nhất thế chiến mới thực sự bắt đầu. Hai bên liên tục nã các loại lựu pháo, rocket về phía nhau, kết hợp với các trận đánh tay đôi giữa các đơn vị bắn tỉa, đấu súng trực diện, thậm chí là cận chiến giữa các chiến hào như thế này. Giao tranh giảm bớt trong những tháng tiếp theo khi quân đội Nga đối mặt với các cuộc phản công của Ukraine ở phía đông nam, với Zaporizhia là mục tiêu tấn công hỏa lực hàng đầu. Tuy nhiên, đến cuối tháng 11, đầu tháng 12, các đơn vị tấn công của Nga đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Các binh lính của họ giờ đã thích nghi được với nhịp độ chiến tranh cường độ cao và đúc rút được các kinh nghiệm sau những ngày giao chiến liên tục với đối phương. Quân Nga tấn công liên tục với cường độ rất cao, có những lúc lên tới 8 lần chỉ trong một buổi sáng. Tuy nhiên, đến tận những ngày đầu tiên của tháng 12, họ mới kiểm soát được các làng Andrika, Ozaryanvika và Zelenopila, đồng thời đạt được bước tiến nhỏ ở Opini. Vào tháng 1, quân Nga đã chiếm được thị trấn Thác Muối Soleda, chỉ cách Bakhmut vài km về phía Bắc, và tiến đến các vùng ngoại ô của thành phố. Điều đó khiến Bakhmut gần như là điểm duy nhất trên chiến trường mà các lực lượng của Nga còn giữ được đà tấn công, trong khi quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát diện tích lãnh thổ lớn cả ở miền Đông và miền Nam trong vòng hơn một tháng qua. Cũng trong giai đoạn này, sự hiện diện của các tay súng Wagner với lối tấn công hết sức liều lĩnh để đối phó với chiến thuật phòng thủ cơ động ẩn nấp dựa vào chiến hào của đối phương. Họ mới đầu sẽ giáng hàng loạt các cuộc tấn công thăm dò. Chỉ đợi đến khi đối phương khai hỏa, quân đội Nga yểm trợ có thể dựa vào đó để đánh giá chính xác tình hình lực lượng địch tại đó. Kế đến, lính Wagner sẽ xung phong tấn công dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh, từng bước thâm nhập vào các công sự, tòa nhà của đối phương đang cố thủ mà đấu súng trực diện. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để đánh bật quân Ukraine khỏi các chiến hào. Nhưng lúc này, thời tiết trở lạnh, mưa đổ, khiến các chiến hào của Ukraine dần trở nên nhầy nhụa với bùn lầy, ngập nước, cây cối ngã đổ. Điều này vô tình cũng cản bước quân đội Nga, khiến các phương tiện cơ giới của họ di chuyển rất khó khăn. Các đơn vị lính Wagner tìm cách đột phá chiến hào thì lại bị chặn đánh với lực lượng đặc biệt của quân Ukraine, dưới sự hỗ trợ của xe thiết giáp hạng nhẹ Wolfhound do Anh tài trợ. Thế là trong những ngày cuối cùng của năm 2022, cả hai bên đánh nhau trông thế gần như là bế tắc. Trong khi bên tấn công không xuyên phá được phòng tuyến quan trọng của đối phương, thì bên phòng thủ lại không còn cách nào khác ngoài phải hứng chịu thương vong từng ngày trong khi đạn dược, thuốc men bắt đầu khan hiếm. Nhưng cách đó 10 km, tại thị trấn Soleda, tình hình lại có vẻ thuận lợi hơn cho phía Nga, vì những gì họ cần làm lúc này chỉ là đánh bại hoàn toàn tàn quân Ukraine đang trong tình thế thiếu thốn nước uống, lương thực, đạn dược trầm trọng. Những binh lính đóng giữ ở đây được lệnh chiến đấu đến cùng, bất chấp các tổn thất do các lực lượng Nga gây ra. Lính Wagner tham chiến tại đây thậm chí còn không ngại giao tranh tầm gần, giành giật từng ngổ đề kháng với quân thủ. Giai đoạn ác liệt nhất của cuộc giao tranh tập trung vào lối vào các đường hầm khai thác muối bị bỏ hoang dài 200 km, chạy dài bên dưới thị trấn. Bên cạnh đó, các góc phố do quân đội Ukraine chiếm đóng ở thị trấn cũng bị nhóm Wagner ra sức truy quét, đánh phá. Thủ lĩnh Wagner Prigozhin cho biết tuần trước rằng mục tiêu của Wagner không nhất thiết là chiếm các thị trấn, mà là tiêu diệt quân đội Ukraine và giảm khả năng chiến đấu của họ. Cuộc chiến giành ra Soleda đã gây thiệt hại nặng nề đối với cả Moscow và Kiev sau nhiều tháng giao tranh. Đến ngày 13 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Soleda, nhưng các cuộc đọ súng xung quanh các khu định cư tại đây vẫn tiếp diễn tới vài tuần sau đó. Soleda bị mất khiến lực lượng phòng thủ tại Bakhmut chịu thêm sức ép cực lớn từ phía Bắc. Để giảm bớt sức ép cho Bakhmut sau những ngày khó khăn ở Soleda, quân đội Ukraine đang tìm cách thúc đẩy mũi tiến công ở thị trấn Kremina thuộc vùng Lugansk. Địa hình xung quanh nơi đây có rất nhiều khu rừng lá kim giúp các bên tham chiến có khả năng ngụy trang khỏi các máy bay do thám trên không ngay cả trong mùa đông. Bên cạnh đó, tại một số địa điểm phòng thủ tương đối yếu của Nga như là thành phố Donetsk và làng Bilohorivka, Savatov, Kremina, Stelmakhiva, Makivka, Chervonopopivka đều bị quân Ukraine tấn công dồn dập bằng xe tăng và lựu pháo. Riêng cánh quân tại Kremina được kỳ vọng sẽ thọc vào sườn phía bắc quân đội Nga nhằm phân tán quân Nga khỏi chiến trường Bakhmut. Đáp lại, quân đội Nga cũng điều động thêm lực lượng ở sư đoàn dù số 76 tinh nhuệ tới gia cố cho mặt trận Kremina. Đến tháng 2 năm 2023,
Nga mở thêm các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV liên tiếp vào các điểm đóng quân của Ukraine. Bất chấp việc bắn hạ được một số máy bay Su-25, Su-34, tiêm kích Su-35, nhưng quân Ukraine vẫn phải hứng chịu tổn thất hết sức nặng nề và không hoàn thành được mục tiêu phá vây cho Bakhmut. Trong giai đoạn tháng 2 và đầu tháng 3, Nga tiếp tục điều thêm quân từ các cứ điểm khác đến hỗ trợ lực lượng tấn công tại Bakhmut, đánh phá các đơn vị quân Ukraine còn lại. Bất chấp tình thế nguy cấp, quân Ukraine vẫn chiến đấu hết sức ngoan cường, gây thương vong cho cả các đơn vị lính Wagner với những cuộc tác chiến đô thị phía đông và đông nam Bakhmut. Nhưng theo ông Trùm Prigozhin, những tổn thất mà lực lượng Wagner hứng chịu cho đến nay là xứng đáng và vì lợi ích quốc gia của Nga. Ông cũng cho rằng, ngay cả ở trong trường hợp lực lượng Wagner bị hủy hoại ở Bakhmut, thì quân đội Ukraine cũng chịu kết cục tương tự, nghĩa là chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Hai bên đánh nhau ác liệt, giành giật từng con đường nông thôn chạy qua các sườn đồi và những ngôi làng nhỏ vào phía tây của thành phố. Sau nhiều ngày chiến đấu, quân Ukraine đã tổ chức một số cuộc đánh trả, mở ra con đường dẫn đến phía tây nam của thị trấn Ivanivsky. Quân Ukraine cũng phá hủy các cây cầu xung quanh thị trấn. Giới lãnh đạo quân Ukraine cũng cho biết, việc rút quân hoàn toàn khỏi Bakhmut đang được cân nhắc, nhưng quyết định như vậy sẽ chỉ được đưa ra nếu cần thiết. Nhiều đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 93 cũng bắt đầu rút lui khỏi Bakhmut sau khi chịu quá nhiều tổn thất. Đến lúc này, loại bom thông minh JDAM do Mỹ viện trợ cũng được Ukraine sử dụng, điều hướng tấn công chính xác vào điểm đóng quân của Nga tại ngoại vi Bakhmut, tạo ra các vụ nổ cực lớn như trên màn hình. Nhưng điều đó cũng không làm thay đổi được tình hình. Đến tháng 4 năm 2023, lực lượng Nga cùng lính Wagner đã tiến vào trung tâm thành phố và càn quét những đơn vị nhỏ lẻ của đối phương còn đóng giữ. Ngay tối ngày 2 tháng 4, ông Prigozhin đã công bố một đoạn video quay phía trước tòa nhà hành chính của thành phố Bakhmut. Chúng tôi đã treo cờ Nga và cờ Wagner trên đỉnh tòa nhà hành chính của thành phố Bakhmut. Về mặt pháp lý, Bakhmut đã bị chiếm giữ. Lực lượng đối phương đang tập trung ở các quận phía tây thành phố. Tuy nhiên, sức chiến đấu của những binh lính Ukraine còn lại vẫn hết sức dai dẳng, đẩy lùi được tới 25 cuộc tấn công của đối phương. Để nhanh chóng giải quyết chiến trường, đồng thời ngăn không cho Ukraine tái triển khai lực lượng, quân Nga tăng cường thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao. Tất cả chỉ để đưa hai bên đến những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Vào tháng 5, những đơn vị Ukraine vẫn còn tại chiến trường Bakhmut trong tình trạng thiếu thốn cả đạn dược lẫn nhu yếu phẩm. Họ liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công tiêu hao nhằm vào quân đội Nga. Sự dũng cảm đó của quân Ukraine đã được đền đáp bằng các thiệt hại đáng kể của đối phương. Đáng chú ý nhất là cuộc phản kích của lữ đoàn xung kích độc lập số 3 Ukraine đã đánh bại toàn bộ lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Nga, gần như xóa sổ đại đội 6 và 8 của đơn vị này. Họ cũng đồng thời tấn công đơn vị xung kích số 3 Wagner, gây cho lực lượng này rất nhiều thương vong cùng hàng loạt phương tiện vũ khí bị phá hủy. Một số đơn vị khác của Nga sau khi hứng chịu tổn thất cũng dần rút ra khỏi vùng chiến sự. Đổi lại, lính Wagner ngày càng giao tranh dữ dội với kẻ thù, bất chấp thiệt hại. Cũng trong thời gian giao chiến tại Bakhmut, Prigozhin cũng cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cố tình khiến nhóm Wagner thiếu đạn dược, gây tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng của ông. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn quyết chiến không lui, trong khi các trung đoàn lính đổ bộ đường không thuộc sư đoàn 104 Tula được trang bị xe thiết giáp BMD-4 cũng được điều đến, phối hợp với Wagner càn quét và ngăn chặn quân Ukraine xâm nhập từ bên ngoài vào. Đến ngày 21 tháng 5, các lực lượng Nga, bao gồm cả Wagner, về cơ bản đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng các nhóm tấn công của Wagner, cũng như tất cả quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Nga, Điện Kremlin cho biết. Các đơn vị Wagner cũng bàn giao lại các điểm chiếm đóng cho quân chính quy Nga và bắt đầu rút lui khỏi Bakhmut từ ngày 25 tháng 5 và trao lại thành phố cho lực lượng chính quy Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dù không thừa nhận Bakhmut thất thủ, nhưng khi được hỏi liệu thành phố này có còn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev hay không, ông vẫn phải trả lời rằng, tôi nghĩ là không. Ông nói trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhật Bản, cho đến hôm nay, Bakhmut chỉ ở trong trái tim của chúng tôi. Đó là một bi kịch, nơi này không còn gì. Ở phía bên kia đại dương, người Mỹ dường như không có gì ngạc nhiên trước thông tin Bakhmut đã bị Nga kiểm soát hoàn toàn. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố vào ngày 21 tháng 5 rằng
Bakhmut đã khiến các lực lượng Nga phải chịu 100.000 thương vong. Và người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby tuyên bố rằng ước tính có khoảng 10.000 quân nhân Wagner đã thiệt mạng kể từ tháng 12 năm 2022. Ngay từ đầu cuộc chiến, chính các quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho rằng Bakhmut không có ý nghĩa chiến lược và khuyên Ukraine rút khỏi Bakhmut trước vòng vây của Nga. Tuy nhiên, không biết có phải do cố chấp hay bị ám ảnh từ những thất bại của người Mỹ trong chiến tranh, họ vẫn lựa chọn chống cự tại đây. Đặc biệt, từ cuối tháng 5 đến hiện tại, tức là tháng 7 năm 2023, người Ukraine vẫn tiếp tục cho quân đến tấn công các điểm xung quanh Bakhmut, bất chấp tình thế các lực lượng Nga đã củng cố được lớp phòng tuyến vững chắc tại đây. Liệu đó có phải là quyết định sai lầm? Hãy ẩn sau đó, chính quyền Kiev còn có ý đồ nào khác? Hãy để lại quan điểm xuống phần bình luận. Mọi nỗ lực của đối phương nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng ta, kể cả thông qua việc sử dụng lực lượng dự bị chiến lược, đều thất bại trong suốt cuộc phản công. Đối phương của chúng ta vẫn chưa thành công. Cuộc phản công của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại vì quân đội Nga có lợi thế hơn đối phương về mọi mặt. Chúng tôi thực sự đã có kế hoạch khởi động phản công trong mùa xuân, tuy nhiên chúng tôi không làm, bởi vì thực lòng mà nói, chúng tôi không đủ đạn dược và vũ khí, không đủ những lữ đoàn được đào tạo phù hợp để sử dụng các loại vũ khí này. Hơn nữa, các đợt huấn luyện được thực hiện bên ngoài Ukraine. Đó chính là những phát ngôn từ cả hai phía về tình hình cuộc xung đột Ukraine hiện tại. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cuộc phản công của chính quyền Kiev lâm vào thế bất lợi? Và liệu cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai sẽ tiến triển theo chiều hướng nào trong thời gian tới? Hãy cùng đi vào tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, Việt Cường xin mời các bạn cùng nhìn lên màn hình. Chúng ta hãy chú ý vào các địa điểm này. Đây là tỉnh Kharkiv. Còn đây là Lugansk, Donetsk. Về phía nam, chúng ta sẽ có Zaporizhia và các vùng lãnh thổ giáp biển đen gồm Odessa, Kherson và bán đảo Crimea. Đây đều là những địa bàn được xem là tâm điểm trong các trận giao tranh và có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cả hai bên tham chiến. Đối với người Nga, thế đứng vững của họ tại bất kỳ khu vực nào sẽ là điểm tựa vững chắc để triển khai uy hiếp các vùng lãnh thổ còn lại của Ukraine, đồng thời tăng cường tuyến phòng thủ xung quanh khu vực mới được xác nhập trên danh nghĩa. Còn về phía chính quyền Kiev, việc đánh bật quân Nga ra bất kỳ khu vực nào cũng có ý nghĩa rất lớn, cho phép họ tạo thế tấn công, thâm nhập sâu vào các khu vực còn lại đang được Moscow kiểm soát. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, về tổng thể, ưu thế lúc này vẫn đứng về phía đội quân đồ sộ của Moscow, đang trong thế sẵn sàng đón chờ một cuộc tấn công bắt buộc của đối phương. Chúng ta cũng có thể thấy điều này ngay từ những màn ăn miếng trả miếng không khoan nhượng giữa hai bên ngay từ giai đoạn trước khi cuộc phản công diễn ra. Ở phía Ukraine, ngoài việc thúc giục NATO tăng cường viện trợ vũ khí, họ cũng chỉ có thể tung ra một số đợt tấn công nhằm vào Belgorod và một số vùng lãnh thổ khác nằm sâu trong nội địa nước Nga bằng các loại UAV đơn giản. Bên cạnh đó, một số đơn vị tinh nhuệ được đào tạo bài bản ở nước ngoài cũng được triệu hồi về nước. Đáp lại, Moscow cũng cho đánh phá nhiều sân bay và mục tiêu quân sự xung quanh thủ đô Kiev. Bên cạnh đó, loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng được chuyển đến Belarus, kết hợp với các đợt tập trận chung nhằm gây áp lực đồng thời cho cả Ukraine và các cường quốc châu Âu. Để chuẩn bị cho các cuộc đột kích vào hậu tuyến của đối phương, quân Nga cũng chuẩn bị các hệ thống hậu cần được bố trí khoa học, bảo vệ cẩn thận nhằm phòng ngừa đối phương tập kích. Hơn 200.000 binh lính đang dần quen với nhịp độ chiến tranh dồn dập. Kể cả những người chưa trực tiếp tham gia cũng được huấn luyện bài bản dựa trên các kinh nghiệm có được sau hơn một năm chiến sự. Ngay trong lúc người Ukraine còn đang chỉ trích các đồng minh NATO vì không viện trợ các loại vũ khí theo đúng yêu cầu, người Nga cũng đang giáo diết chuẩn bị cho họ những món quà không được bất ngờ cho lắm.
Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình lúc này, chính là hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng rào phòng thủ của Nga ở vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine, được tạo dựng nối tiếp nhau. Các chướng ngại vật dạng cấu trúc bê tông giống hình kim tự tháp, được gọi là răng rồng, dựng lên nối liên hoàn với nhau trải dài từ thành phố Voronezh của Nga xuống phía đông Ukraine và phía tây nam đến bán đảo Crimea. Tại Kharkiv, Zaporizhia và miền nam Donetsk, nơi có địa hình cực kỳ bằng phẳng, ít chướng ngại vật tự nhiên, quân Nga còn triển khai kiểu giải mìn công nghiệp hóa dựa trên các hệ thống giải mìn từ xa tiên tiến kết hợp với các xe giải mìn bọc thép. Các quả mìn chống tăng cỡ lớn và mìn chống bộ binh được bố trí xen kẽ với nhau với mật độ dày đặc, khiến mọi biện pháp thông thường nhằm tháo gỡ vô hiệu hóa chúng gần như bất khả thi. Lãnh thổ bị nhiễm mìn ở Ukraine rộng lớn đến mức một số chuyên gia ước tính việc giả phá mìn mang tính nhân đạo sẽ khiến khoảng 500 đội giả phá bom mìn đang tiến hành công việc này phải mất 757 năm mới có thể hoàn thành. Còn riêng đối với các máy bay không người lái dạng đơn giản, thường xuyên được quân Ukraine sử dụng để tấn công, quấy rối luân phiên như thế này, người Nga cũng chuẩn bị một hệ thống tác chiến điện tử và vũ khí phòng không tầm thấp đồ sộ, cho phép họ vô hiệu hóa tới 10.000 UAV mỗi tháng. Ngoài ra, phía Moscow cũng đang có lợi thế áp đảo so với đối phương về sức mạnh hỏa lực không quân và đặc biệt là lực lượng hải quân, với các tên lửa hành trình có thể tấn công chính xác mục tiêu từ khoảng cách lên đến vài trăm km. Có thể thấy, sau một năm chiến đấu, quân Nga lúc này đã ở cương vị mới, đã rất khác, là một bước tiến nhảy vọt. Cho nên chính quyền Kiev cũng cần có những thay đổi nhanh chóng hơn, phải thật sự tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp yêu cầu chiến tranh. Tuy nhiên, bất chấp ưu thế có phần vượt trội của đối phương, quân Ukraine vẫn buộc phải tiến hành phản công. Chúng ta hãy cùng điểm qua những diễn biến chính cho đến thời điểm hiện tại. Từ ngày 4 tháng 6 năm 2023 đến ngày 5 tháng 6 năm 2023, quân Ukraine phát động cuộc tấn công đầu tiên mang tính thăm dò nhằm vào Zaporizhia và Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga hôm 6 tháng 6 tuyên bố, quân đội nước này đã hủy diệt 8 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và vô hiệu hóa 1.500 binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, họ còn phá hủy 3 chiếc xe tăng do Pháp chế tạo. Vài ngày sau, quân Ukraine lại tiến quân theo nhiều hướng, thâm nhập 1,1 km vào địa phận Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, nơi mà chỉ mới một tháng trước, họ đã bị thất thủ trước các lực lượng của Nga. Từ rạng sáng ngày 4 tháng 6 đến cuối tháng 6, nhân lúc tàu đám quân sự tư nhân Wagner nổi loạn ngay trong lãnh thổ Nga, chính quyền Kiev cấp tốc bổ sung thêm các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 35 và Lữ đoàn Cơ giới số 36 cho lực lượng vũ trang đang chiến đấu ở Bakhmut. Cuộc chiến ác liệt diễn ra suốt nhiều tuần sau đó, quân Ukraine lấn chiếm thành công một số khu vực thuộc ngoại ô Bakhmut nhưng không thể chạm đến các điểm phòng thủ trọng yếu do sức mạnh áp đảo từ pháo binh và không quân của đối phương. Cùng lúc đó, không quân Ukraine cũng liên tục sử dụng các tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp tấn công liên tiếp vào Kherson. Cũng tại nơi này, các ảnh hưởng từ vụ vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc tấn công các điểm vượt sông. Trong khi đó, thì tại hướng Zaporizhia, mũi đột kích của Ukraine trở nên cực kỳ khó khăn do các xe tăng thiết giáp do phương Tây viện trợ liên tiếp bị hư hại do trúng mìn và các chiến hào cố thủ của đối phương. Những quả mìn bị kích hoạt trên cánh đồng chết rất đa dạng, từ mìn TM-62 chỉ phát nổ khi xe tăng thiết giáp chạy qua, đến loại PTKM-1R tiên tiến có khả năng tấn công đột nóc các loại phương tiện quân sự. Trong khi đó, những quả mìn bướm, mìn chống bộ binh liên tiếp phát nổ khiến nhóm binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến mà chưa kịp nổ một phát súng nào. Cho đến ngày 28 tháng 6, Ukraine đã mất ít nhất 16 xe thiết giáp Bradley, 4 xe tăng Leopard 2 và 2 xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC. Nhận thấy mũi tấn công của đối phương bị chậm lại đáng kể, quân đội Nga cũng liên tục mở các cuộc phản kích chớp nhoáng vào Kharkiv và các điểm đóng quân của kẻ thù tại đây, tạo nên thế phòng thủ cơ động khiến lực lượng Ukraine bị phân tán. Đến lúc này, nhiều phân tích từ phương Tây cũng cho rằng các đòn phản công của Ukraine đã bắt đầu thất bại một cách có hệ thống và đáng lo ngại. Ý định của Kiev là chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở phía nam điểm xuất phát tại thành phố Orykiv để chiếm thị trấn Tokmak, cách đó khoảng 25 km về phía nam. Sau đó, quân Ukraine sẽ tiến đến thành phố Berdyansk hoặc thành phố
Melitopol đều thuộc tỉnh Zaporizhia trên bờ biển Azov để cắt đôi quân đội Nga. Nhưng sau 15 ngày giao tranh với thương vong nặng nề, Ukraine vẫn chưa tiếp cận được vành đai đầu tiên của các khu vực phòng thủ chính của Nga. Ngay trong lúc Ukraine luân chuyển lực lượng tập trung vào mặt trận phía nam Donetsk và Zaporizhia để tổ chức phản công, Moscow cũng bất ngờ mở các đợt tấn công lớn tại mặt trận phía bắc Luhansk. Các đơn vị xung kích của nhóm tác chiến phía Tây đã tấn công mạnh về hướng thành phố Kupiansk và giành được nhiều kết quả đáng kể. Bước sang đầu tháng 7 năm 2023, cuộc phản công của người Ukraine vẫn tiến triển, nhưng rất chậm chạp và không đạt được tiến bộ nào đáng kể. Nhiều thành phố lớn của họ cũng bị Nga oanh tạc. Thậm chí tại thành phố Liman, tỉnh Donetsk, quân Ukraine còn bị Nga thọc sâu 1,5 km về phía trung tâm thành phố. Cho dù tại Bakhmut, Ukraine vẫn tiến về phía trước dọc theo sườn phía nam thành phố. Tại mặt trận Zaporizhia, đánh giá từ các hình ảnh chiến trường do phía Nga công bố, tổn thất của lữ đoàn cơ giới số 47 lực lượng Ukraine có thể lên tới 12 xe tăng Leopard 2 cùng hàng chục xe tăng, thiết giáp, xe cơ giới khác bị phá hủy hoặc bị bỏ lại. Đến giữa tháng 7, các lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công dọc theo biên giới Kharkiv và Lugansk và tuyến Kupiansk-Svetov tiến về khu vực Kupiansk trong vài ngày. Để phá vỡ tuyến phòng thủ Kiev, quân Nga đã huy động lực lượng lên tới hơn 100.000 quân cùng ít nhất 900 xe tăng, 370 pháo phản lực phóng loạt. Theo thông tin từ phía Ukraine, quân Nga còn triển khai thêm tại đó một số đơn vị lính dù và nhiều đại đội Storm Z, vốn là các đơn vị tấn công chiến thuật có cấu trúc tương tự như các đơn vị Wagner trước kia. Vào ngày 13 tháng 7, quân đội Ukraine xác nhận đã nhận bom chùm trong lô viện trợ mới từ Mỹ. Đây là loại bom có tính sát thương diện rộng, giúp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Việc sử dụng bom chùm đã bị hơn 120 quốc gia cấm trên toàn cầu. Một số đồng minh, trong đó có Đức, Anh, Canada, đã phản đối quyết định của Mỹ về việc cung cấp bom chùm cho Ukraine. Đáp lại, những người ủng hộ đề xuất sử dụng đạn chùm, bom chùm ở Ukraine cáo buộc Nga cũng từng sử dụng chính thứ vũ khí gây tranh cãi này ở Ukraine, đồng thời lập luận rằng đạn bom chùm mà Mỹ cung cấp cho Ukraine lần này có tỷ lệ cầm ở mức độ rất thấp. Ngay một tuần sau đó, những quả bom chùm này đã bắt đầu rơi xuống các chiến hào của lực lượng Nga ở hướng Đông Nam. Nhưng nhìn chung, sau hơn một tháng phản công, quân Ukraine dường như không đáp ứng được kỳ vọng ban đầu của phương Tây. Điều này cũng đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhắc đến từ tháng 6 rằng một số người nghĩ đây là một bộ phim Hollywood và mong đợi phải có kết quả ngay, nhưng không phải như vậy. Ông này cũng khẳng định, dù một số người muốn thế nào đi chăng nữa, thậm chí gây áp lực với chúng tôi vẫn tiến công theo cách chúng tôi cho là tốt nhất. Sau những mũi tấn công giằng co ác liệt ở phía Đông Nam nhưng không đạt được kết quả mong muốn, ngày 17 tháng 7, chính quyền Kiev liền cho hai xuồng không người lái Ukraine tập kích cầu Crimea, gây thiệt hại một phần tuyến đường bộ. Theo phía Nga, đây là hành động trả đũa của Ukraine do các hoạt động phản công thất bại thời gian qua. Và bằng cách này, họ đã tự tước đi quyền lên án các vụ tấn công trả đũa cưng rắn sắp tới của Nga. Ngày hôm sau, các tên lửa Kalib của Nga tấn công dồn dập vào cảng Odessa trong nhiều ngày liền. Chỉ riêng ngày 23 tháng 7, Nga đã phóng 19 tên lửa từ đất liền, trên không và trên biển vào thành phố cảng Odessa của Ukraine trong đêm. Tại Donetsk, lữ đoàn cơ giới số 110 và lữ đoàn cơ giới số 63 Ukraine đều bị hỏa lực tấn công và chịu thương vong nặng nề. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục duy trì tấn công Crimea bằng các cuộc tên lửa và UAV. Theo các cáo buộc từ phía Nga, Ukraine cũng đứng sau vụ tấn công bằng UAV tự sát nhắm vào thủ đô Moscow. Quay trở lại mặt trận Zaporizhia, tình hình chiến sự đã tạm lắng xuống khi Ukraine không tổ chức các đợt tấn công lớn trên toàn mặt trận Orekhov với mục tiêu chính là làng Robotin. Mặt trận Bakhmut cũng không ghi nhận có giao tranh lớn khi quân đội Nga đã đẩy các mũi tấn công Ukraine ra khỏi thị trấn Klitschivka. Thế là hai bên kết thúc tháng 7 với không có thay đổi đáng kể. Cuộc giao tranh ngày càng ác liệt, kéo theo các tuyên bố ngày càng mạnh của cả hai phía. Trong khi Tổng thống Ukraine tuyên bố chiến tranh đang quay lại lãnh thổ Nga, thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nước này có thể buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chiến dịch phản công của Ukraine thắng lợi. Bước sang đầu tháng 8, theo thông tin từ phía Nga, quân đội Ukraine đã mất hơn 20.800 binh sĩ và hơn 2.200 thiết bị quân sự, trong đó có 10 xe tăng Leopard trong chưa đầy một tháng.
trong khi Ukraine còn gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công ở miền Nam và miền Đông, thì Nga lại bất ngờ có những bước tiến ở vùng Đông Bắc, biến khu vực thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv thành tâm chấn mới của giao tranh. Đến ngày 11 tháng 8, quân Nga bắt đầu mở rộng cuộc oanh kích ra miền Tây Ukraine, với đòn mở màn là 4 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal vào một sân bay. Điểm sáng duy nhất cho Ukraine lúc này có lẽ là Bakhmut. Sau nhiều tháng giao tranh đẫm máu, họ đã đánh bật quân Nga khỏi các điểm cao nhìn xuống thành phố. Tuy nhiên, những bước tiến đó là quá nhỏ để quân Ukraine có thể nghĩ đến chuyện thay đổi cục diện. Ngay khi nói về các bước tiến chậm chạp của quân đội Ukraine, ngoại trừ sự chênh lệch về tiềm lực quân sự giữa hai lực lượng, giới phân tích cũng chỉ ra một số vấn đề mới nảy sinh trong quân đội Ukraine. Vấn đề đầu tiên đó chính là sự thiếu hiệu quả của các chiến thuật phối hợp lực lượng của phương Tây. Chiến thuật này thực ra hết sức khoa học khi tiến hành các cuộc chiến tranh quy ước, nhưng lại đòi hỏi bên triển khai phải có trong tay lượng trang bị kỹ thuật đồ sộ với đầy đủ các vũ khí hạng nặng cho hải, lục, không quân và hệ thống hậu cần. Đặc biệt, để chiến thuật của phương Tây phát huy hiệu quả, bạn cần phối hợp tất cả yếu tố, và một yếu tố quan trọng trong đó là khả năng trên không. Trong khi đó, tại chiến trường Ukraine, bên chiếm ưu thế trên bầu trời lại là không quân Nga. Và lối đánh của NATO trong chiến tranh mảnh đất chưa bao giờ được thử nghiệm thực sự nhằm chống lại một nước lớn. Sự bất hợp lý trong lối tác chiến của phương Tây đã thúc đẩy người Ukraine quay trở lại áp dụng chiến thuật cũ mà họ đã sử dụng trong năm đầu tiên của cuộc xung đột. Đó là chia nhỏ lực lượng tấn công để thăm dò và đột kích cứ điểm của Nga, hoặc tiến hành những cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các tuyến hậu cần như cầu cảng, đường sắt, kho đạn dược. Một trung sĩ tình báo trong lữ đoàn cơ giới 41 khi nói về khóa huấn luyện của NATO cũng phải ngán ngẩm cho rằng: "Tôi không muốn nói bất cứ điều gì chống lại các đối tác của chúng tôi, nhưng họ không hiểu hoàn cảnh của chúng tôi và cách chúng tôi đang chiến đấu." Anh này cũng cho rằng những chuyên gia của NATO thường sử dụng những kinh nghiệm từ cuộc xung đột ở Trung Đông, phần lớn liên quan đến việc ứng phó với kẻ thù yếu hơn hay truy tìm phiến quân trà trộn vào dân địa phương. Và điều đó chẳng liên quan gì đến tình cảnh của quân Ukraine hiện tại. Ngay trên mặt đất, quân Ukraine cũng gặp khó khăn với các vũ khí lục quân hạng nặng được phương Tây viện trợ. Đồng ý rằng chúng đều rất hiện đại, được bảo vệ bằng lớp vỏ giáp kiên cố. Nhưng trên chiến trường thực tế, chúng lại tỏ ra thiếu hiệu quả khi tác chiến trên nền đất phức tạp, lầy lội. Một nhược điểm khác của khí tài phương Tây là thiết kế quá phức tạp, gây khó khăn trong quá trình vận hành và sửa chữa. Khả năng bảo trì của tăng thiết giáp NATO cực thấp, nhất là trên chiến trường, đồng thời đòi hỏi nhiều nguồn lực tại chỗ, từ con người cho đến trang thiết bị thay thế, thứ mà Ukraine rất thiếu thốn hiện tại. Nhiều trường hợp, quả mìn phát nổ không gây hư hỏng hoàn toàn một chiếc xe tăng do thiếu nguồn vật tư thay thế. Người ta phải mất nhiều ngày để sửa chữa nó. Một vấn đề nữa đối với người Ukraine là họ không tự chủ được nguồn vũ khí của mình như Nga. Nguồn vũ khí được họ tiếp nhận có nguồn gốc xuất xứ rất đa dạng, từ Mỹ, Anh, Cộng hòa Séc, Slovakia, Thụy Điển cho đến Ý và Ba Lan, phụ thuộc vào ý đồ riêng của từng nước viện trợ, khiến quy trình đào tạo binh lính sử dụng cực kỳ phức tạp, thiếu đồng bộ. Không những thế, nhiều phương tiện chiến đấu được chính quyền Kiev cho là cấp thiết, cần cung cấp càng sớm càng tốt như F-16 Fighting Falcon, cũng như các loại máy bay chiến đấu, thì nhiều nước đồng minh NATO lại tỏ ra lưỡng lự hoặc tìm cách thoái thác. Nói về lực lượng không quân Ukraine, có một điều thú vị là ngay từ đầu cuộc xung đột, lực lượng này đã tỏ ra lép vế hoàn toàn so với đối phương, đến mức nhiều chuyên gia dự đoán họ sẽ bị xóa sổ chỉ trong vài ngày, tương tự như điều đã xảy đến với lực lượng hải quân. Thế nhưng, người Ukraine đã sử dụng phương pháp phân tán nhiều máy bay chiến đấu đến các sân bay nhỏ, kết hợp với lối tấn công tầm thấp để tránh tên lửa tầm xa của đối phương. Điều này giúp họ bảo toàn được số lượng máy bay tương đối, đủ để thực hiện các cuộc oanh tạc hạn chế bằng bom và tên lửa NATO, có phần hỗ trợ cho lục quân ngăn đối phương kiểm soát hoàn toàn bầu trời. Chính quyền Kiev hiện vẫn nỗ lực duy trì lực lượng không quân bằng cách phục hồi máy bay cũ và được NATO cung cấp thêm 18 máy bay chiến đấu. Nhưng rõ ràng so với lực lượng không quân đồ sộ của đối phương, với đủ các tên tuổi máu mặt như Su-30SM, Su-35, Su-34, thì dàn máy bay ít ỏi với chủ yếu là những chiếc MiG-29, Su-27 của Ukraine vẫn hoàn toàn chưa phải là đối thủ xứng tầm. Điều cuối cùng là thời gian không nghiêng về kế hoạch của chính quyền Kiev. Chỉ còn 4 tháng nữa là mùa đông sẽ tới, khiến các hoạt động chiến đấu quy mô lớn trở nên phức tạp hơn nhiều. Việc sở hữu lực lượng không quân vượt trội cũng cho phép quân đội Nga có thể thực hiện chiến thuật phòng thủ
sẽ lẫn tấn công linh hoạt vào các chiến tuyến của Ukraine. Đặc biệt trong thời gian gần đây, lực lượng Nga được cho là đang chuẩn bị một cuộc tấn công tổng lực mang tính quyết định ở mặt trận Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là người Nga có thể dễ dàng giành được chiến thắng quyết định, ngay cả khi họ có đập tan hoàn toàn cuộc phản công của Ukraine. Đó là bởi ngay cả khi điều đó xảy ra, người Ukraine có thể tập trung phòng ngự tại các địa phương quan trọng. Các cường quốc NATO ngay cả khi có suy yếu đến mức không thể duy trì các chuyến bay giải cứu, mang theo từng lô vũ khí khổng lồ cho Ukraine, họ vẫn hoàn toàn đủ sức hỗ trợ cho chính quyền Kiev lượng trang bị tối thiểu để duy trì cuộc chiến tiêu hao lâu dài. Vì các hoạt động quân sự xuất sắc, tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các binh sĩ dưới quyền chỉ huy của ông, những người đã tham gia trận chiến ở Avdiivka. Để tránh bị bao vây, chúng tôi quyết định rút về phòng tuyến khác. Điều này không có nghĩa là chúng tôi rút lui vài km và Nga đã chiếm được thứ gì đó. Họ thực ra không chiếm được gì. Vậy là kết cục trận đánh tại Avdiivka đã đến hồi ngã ngũ, đánh dấu một thắng lợi mới của lực lượng vũ trang Nga sau 2 năm bùng phát cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Dư âm trận chiến khiến cho đến tận bây giờ, các khán giả của Kiến thức quân sự vẫn chưa thôi có những câu hỏi xung quanh việc Avdiivka có thực sự quan trọng, hay lực lượng vũ trang Nga đã giành chiến thắng như thế nào, và thất bại của họ phải chăng là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến này đã bắt đầu đi đến hồi kết. Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Quả thực, chiến tranh không ai có thể lường trước được điều gì, nhất là đối với cuộc xung đột tại Ukraine, vốn còn quá nhiều uẩn khúc. Vì vậy, hãy đừng ngần ngại mà bấm đăng ký và nhấn nút chuông để nhận thông báo mới nhất từ CD Team Kiến thức quân sự. Còn bây giờ, hãy cùng đi vào nội dung chính. Nói về Avdiivka, có thể bạn chưa biết, đây là một thành phố thuộc tỉnh Donetsk, đóng vai trò như cửa ngõ vào thành phố Donetsk, cách đó khoảng 15 km về phía nam. Dù sở hữu địa thế rất đẹp, nhưng dưới thời Liên Xô, nó đã không được định hướng phát triển theo hướng phân lô bán nền, mà lại tập trung vào ngành khai khoáng và hóa chất. Từ đó, Avdiivka nhanh chóng khẳng định mình là một trong những thành phố quan trọng, góp phần vào những thành tựu chung hết sức đáng nể của chế độ Xô Viết. Kể cả sau khi Ukraine tách khỏi Liên Xô, vai trò của Avdiivka vẫn tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, sau hàng loạt sự kiện bất ổn dẫn đến bùng nổ nội chiến tại Ukraine năm 2014, thành phố đã bị rơi vào thế giằng co giữa quân đội chính phủ Kiev và phe ly khai thân Nga. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2014, phe ly khai thân Nga đã chiếm được Avdiivka cũng như một số thị trấn khác thuộc tỉnh Donetsk. Nhưng họ lại để rơi vào tay đối phương không lâu sau đó. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra dai dẳng cho đến năm 2018. Phần lớn thành phố đã bị phá hủy, việc tiếp cận với mạng lưới điện và sưởi trở nên cực kỳ khó khăn. Đến lúc này, vẫn chưa ai có thể hình dung ra được rằng mọi thứ đang diễn ra tại đây mới chỉ là bước khởi đầu. Tháng 2 năm 2022, Nga chính thức phát động điều mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt vào lãnh thổ Ukraine. Được biết, một tuần trước khi bùng nổ cuộc xung đột, quân đội dưới quyền chính phủ Kiev đã được lệnh tăng cường lực lượng và gia cố phòng thủ. Điều này đã xảy ra bất chấp tại thời điểm đó, các tuyên bố mang tính chính thống từ cả phía chính quyền Zelensky lẫn Moscow đều chứa hàm ý rằng tình huống bùng nổ xung đột với sự tham gia trực tiếp của Nga chỉ là động thái mang tính phóng đại, kích động từ phương Tây. Cuộc tấn công của lực lượng Nga bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 năm 2022. Họ sử dụng các loại vũ khí từ bom đạn thông thường đến loại đạn nhiệt áp gây cháy mạnh, nhưng không đánh bật được lực lượng đồn trú của đối phương khỏi thành phố. Các quan chức Nga mô tả nơi này như là một thành trì tạo nên từ điểm phòng thủ và hàng loạt hầm trú ẩn bằng bê tông. Các quan chức này nói rằng quân phòng thủ Ukraine thường ẩn náu trong các khối tháp, mà nếu muốn xâm nhập thì lực lượng Nga phải chấp nhận tổn thất lớn. Ngoài ra, binh sĩ Ukraine cũng sử dụng nhà máy than cốc làm kho chứa vũ khí. So với các thành phố đang là tâm điểm trong giai đoạn đầu của cuộc chiến nằm trong phạm vi xung quanh Kiev, Kharkiv và một số khu vực thuộc đông nam Ukraine, tình hình tại Avdiivka giai đoạn đầu xung đột có phần bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên, việc thành phố này sẽ phải hứng chịu cuộc tấn công lớn trong tương lai đã được lường trước,
Đó là bởi Avdiivka có giá trị chiến lược và hậu cần cho Moscow. Việc chiếm giữ Avdiivka sẽ đẩy tiền tuyến của cuộc chiến ra xa thành phố Donetsk hơn, khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc thực hiện các nỗ lực giành lại thủ đô của khu vực. Nhưng phải đến tháng 10 năm 2022, tức là sau sắc lệnh sáp nhập Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia của Moscow, mức độ ác liệt trên chiến trường Avdiivka mới được nâng lên tầm cao mới, thu hút nhiều lực lượng tinh nhuệ và vũ khí hiện đại. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng dành ít phút điểm ra một số cái tên xuất hiện chủ yếu trong trận đánh. Về phía Nga, các lực lượng tham chiến thuộc một số đơn vị như các lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 15-21, lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 74, vốn có tiền thân là sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 94 tinh nhuệ từ thời Liên Xô, lữ đoàn bộ binh sơn cước số 55, các trung đoàn xe tăng cận vệ số 80-239, trung đoàn xe tăng số 10 và một số sư đoàn thuộc tập đoàn quân cận vệ số 8. Ngoài ra còn các đơn vị từng thuộc lực lượng ly khai miền Đông như lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 1, số 9, số 110 và 114. Ngoài ra phía Nga cũng triển khai một số tiểu đoàn trinh sát tấn công chiến thuật khác có sự tham gia của binh lính từng xuất thân làm thành viên công ty quân sự tư nhân. Về phía chính quyền Kiev, quân Ukraine được triển khai tại đây chỉ được trang bị nghèo nàn, một phần do các cuộc oanh kích của Nga đã phá hủy nhiều kho tàng đường xá. Một lý do nữa được chính quyền ông Zelensky đưa ra là vì phương Tây đã quá chậm trễ, thiếu thống nhất trong việc cung ứng các gói viện trợ quân sự. Dù vậy, những đơn vị được Kiev triển khai tại đây cũng thuộc hàng tinh nhuệ, từng thể hiện rất tốt trên chiến trường. Được biết đến nhiều nhất trong số đó là lữ đoàn cơ giới độc lập số 110, đóng vai trò làm xương sống trong hệ thống phòng thủ ở Avdiivka ngay từ những ngày đầu tiên bùng phát xung đột. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47, đây từng là đơn vị sở hữu số lượng rất lớn các xe M2 Bradley và Leopard nhận từ phương Tây. Tuy nhiên, phần lớn phương tiện chiến đấu này đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công vào tháng 10 năm 2023 theo hướng Tông Mắc do vấp phải hàng rào mìn và vũ khí chống tăng của quân Nga. Tiếp theo là lữ đoàn xung kích độc lập số 3. Đây là đơn vị có thành viên chủ yếu là những người thuộc phong trào Azov khét tiếng bởi mức độ liều lĩnh và tư tưởng cực đoan. Lữ đoàn pháo binh độc lập số 43, số 55. Ngay từ trước thời điểm cuộc chiến bước sang giai đoạn ác liệt nhất, pháo binh của họ đã được bố trí tại hầu hết các vị trí có khả năng bao quát tốt nhất. Còn lại, các đơn vị thuộc lữ đoàn xe tăng độc lập số 1, lữ đoàn cơ giới độc lập số 53, số 57 đóng vai trò hỗ trợ phòng thủ. Sau nhiều cuộc tấn công mang tính chất thăm dò, trong những tháng cuối cùng của năm 2022, các lực lượng Nga bắt đầu tập trung lực lượng tiến về hướng Avdiivka. Lữ đoàn cơ giới cận vệ độc lập số 1 Nga sau khi chiếm được làm Opotnoye phía Tây Donetsk đã được lệnh tiến đánh vào địa phận Avdiivka, mang theo xe tăng T-72 và pháo tự hành 2S-1 Pion. Họ đã đụng độ với binh lính đối phương thuộc lữ đoàn cơ giới số 53 Ukraine, được yểm trợ hỏa lực bởi pháo binh từ lữ đoàn số 55. Trước phòng tuyến được đối phương chuẩn bị trước, lữ đoàn cơ giới số 1 của Nga bắt đầu hứng chịu tổn thất. Tuy nhiên, cuộc tấn công vẫn được duy trì. Bước sang năm 2023, Nga bắt đầu triển khai các cuộc oanh kích dồn dập vào Avdiivka. Dù đã được tăng cường năng lực phòng không, nhưng trước ưu thế quá áp đảo từ trên không về cả sức công phá lẫn độ chính xác của đối phương, nhiều tuyến phòng thủ của quân Ukraine đã chịu thiệt hại nghiêm trọng. Cơ sở hạ tầng của Ukraine gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tiếp sau đó, những đơn vị quân Nga tiến chắc từng bước kiểm soát một số làng và thị trấn xung quanh Krasnogorovka, Stepovo ở phía Bắc, cũng như Vodianoye ở phía Nam. Đến tháng 3 năm 2023, theo tuyên bố của các quan chức Ukraine cũng như một số binh sĩ tham chiến, mức độ khốc liệt ở Avdiivka đã ngang bằng hoặc hơn Bakhmut. Dù bị bất ngờ, nhưng theo phân tích từ chính phía quân đội Nga, vị trí phòng thủ của đối phương không chỉ ở các tòa nhà cao tầng, lực lượng của họ còn cố thủ trong các công sự bê tông hết sức kiên cố, được chôn vùi dưới lòng đất với sàn dày vài mét và những đường hầm dưới lòng đất mà xe tăng có thể di chuyển qua đó. Tổng quân số bộ binh Ukraine trong các công sự cũng lên tới 25.000 quân. Cuộc đánh chiếm của Nga vào đó do vậy cũng không hề dễ dàng, kể cả khi có hỏa lực hỗ trợ rất mạnh mẽ. Sang tháng tiếp theo, quân đội Nga bắt đầu triển khai các đơn vị xe tăng tiến vào khu vực. Các biện pháp ngăn chặn bằng UAV tấn công cỡ nhỏ của Ukraine tỏ ra thiếu hiệu quả do gặp thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, họ vẫn gây tổn thất lớn cho lực lượng tăng thiết giáp Nga vào khu định cư Nevelske và Pervomaiske. Giao tranh và pháo kích tiếp tục diễn ra ở Avdiivka vào tháng 6 năm 2023. Trong bối cảnh tại các mặt trận xung quanh, quân đội Nga ngày càng chiếm được nhiều vị trí quan trọng, tạo áp lực nặng nề cho binh lính Ukraine trong thành phố.
như một trong những nỗ lực đáng chú ý để giảm bớt áp lực cho lực lượng đang cố thủ trong Adiivka. Kiev điều động tên lửa AT-TACMS và Su-24, Su-27 lắp tên lửa Storm Shadow tấn công Crimea và Sevastopol. Đến tháng 10 năm 2023, khi quyết tâm đánh chiếm thành phố của quân đội Nga đã lên rất cao, cường độ giao tranh tại Adiivka đã bước sang giai đoạn mới, khốc liệt hơn. Tốc độ chuyển quân đến chiến trường của Nga rất nhanh, cho phép họ tạo lợi thế bất ngờ trước đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng vũ trang Nga triển khai đội hình tấn công, với trung tâm là các đơn vị tăng thiết giáp hạng nặng vào thành phố này. Binh lính của 3 sư đoàn bộ binh cơ giới thuộc tập đoàn quân số 8 của Nga phối hợp tấn công xung quanh Avdiivka dưới sự yểm trợ của hàng loạt khẩu đội pháo thuộc các loại 2S1 Gojika, 2S3 Akasiya, Mustar-S, đan xen cùng các đoàn tấn công tên lửa. Trên chiến trường, các đơn vị binh lính có tiền thân từ lực lượng ly khai miền đông Ukraine trước kia vẫn đóng vai trò xung kích chủ yếu. Nhiều đơn vị bộ binh liên tục được vận chuyển vào trận địa bằng các xe bọc thép chở quân BTR-90 và BMD-3, từng bước lấn chiếm sâu vào trong thành phố. Đến ngày 1 tháng 11, nhóm tiến công này của Nga được cho là đã lên tới 40.000 người. Về phía Ukraine, hai lữ đoàn cơ giới số 47 và 53 đã được điều động đến nhằm giảm bớt gánh nặng cho quân phòng thủ của lữ đoàn 110 tại nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka. Ngày 15 tháng 10, họ mở cuộc phản công nhằm vào sườn phía nam của đối phương. Các phương tiện cơ giới của Nga cũng theo đó mà gặp không ít thiệt hại, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực. Tuy nhiên, các đợt tấn công liên tục vẫn được họ duy trì. Để vô hiệu hóa công sự của đối phương, quân Nga còn cho đào các đường hầm dài 110m dưới công sự của Ukraine để chất thuốc nổ. Ngày 18 tháng 10, lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga tiến về phía nhà máy than và hóa chất Avdiivka, chiếm được một số điểm tựa vững chắc ở phía bắc. Ngày hôm sau, dưới sự hỗ trợ của các tay súng thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 1, một nhóm quân đột kích Nga đã tấn công cứ điểm phòng thủ vốn là một nhà hàng bỏ hoang phía nam thành phố. Đồng thời, lữ đoàn súng trường cơ giới 114 phối hợp cùng tiểu đoàn bộ binh 277 tấn công lên phía bắc Avdiivka. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 cũng nhanh chóng tấn công lên điểm phòng thủ của đối phương ở phía tây bắc thành phố. Cuối cùng, các tiểu đoàn dự bị tiến quân tới đường cao tốc phía đông Avdiivka. Như để đề phòng trường hợp bất chắc, các đơn vị của quân đoàn dã chiến số 41 Nga cũng được để trong trạng thái dự bị gần Avdiivka. Hai bên vẫn tiếp tục chiến đấu giằng co bên trong các đường hầm chật hẹp. Cho đến những ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2023 thì nhịp độ chiến tranh giảm đi đáng kể do thời tiết xấu. Vào ngày 2 tháng 11, quân đội Nga đã tiến gần hơn đến vùng ngoại ô phía tây nam của Avdiivka. Ở phía Ukraine, Bộ Tổng tham mưu nước này cho biết họ đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công vào Avdiivka và khu vực xung quanh. Tuy nhiên, đến ngày 4 tháng 11, các lực lượng Nga đã dần kiểm soát dọc đường ray xe lửa phía bắc của nhà máy than. Xuyên suốt các ngày 9, 10, 11, lực lượng vũ trang Nga tiến quân liên tục bằng bộ binh dưới sự hỗ trợ đắc lực của pháo binh, UAV và oanh tạc không quân. Ngày 12 tháng 11, chỉ huy quân đội Ukraine ở bờ tây Avdiivka, chuẩn tướng Tarnavsky báo cáo đã có 30 cuộc đụng độ với quân đội Nga trong và gần Avdiivka. Ông này cho biết người Nga đã tăng số lượng các cuộc không kích bằng bom dẫn đường, thực hiện 30 cuộc không kích và 712 đợt pháo kích. Ngày hôm sau, quân đội Nga tiến vào khu công nghiệp ở sườn phía nam Avdiivka. Đây vốn là một khu vực tiền tuyến quan trọng nằm trên một ngọn đồi do Ukraine chấn giữ từ năm 2014. Sau 4 ngày chiến đấu, họ đã chiếm được ít nhất 60% khu công nghiệp phía đông nam. Tuy nhiên, ở các vị trí còn lại vẫn có quân phòng thủ Ukraine. Lính Nga vẫn chưa thể tiếp cận được do hỏa lực dữ dội từ lựu đạn, súng cối, tên lửa vác vai và cả pháo 25mm. Tuy nhiên, lực lượng vũ khí của Ukraine ngày càng cạn kiệt và càng ngày càng bị cách biệt so với đối phương. Cuộc phản công của họ xung quanh khu công nghiệp dù khiến lực lượng xe tăng, xe bọc thép chở quân của đối phương chịu thiệt hại, nhưng hầu hết đều không thành công. Ngày 22 tháng 11, các nguồn tin của Nga cho biết đã chiếm được các công sự phòng thủ của Ukraine ở phía tây nam khu công nghiệp. Trong khi đó, các cuộc phản kích của quân Kiev hầu hết đều chỉ gây thiệt hại về nhân mạng cho phía Nga, nhưng gần như vô vọng trong nỗ lực tái kiểm soát bất kỳ vị trí phòng thủ trọng yếu nào. Đến ngày 25 tháng 11, các nguồn tin Nga cho thấy phần lớn khu vực xung quanh đường sắt và khu công nghiệp phía nam đã bị chiếm. Nhà máy than cốc và hóa chất là những mục tiêu thường xuyên bị ném bom với tần suất tới 20 quả mỗi ngày. Các phương tiện cơ giới mặt đất, từ xe bọc thép, xe tăng của Nga hoạt động khắp nơi, tự do bắn pháo vào mọi vị trí phòng thủ kiên cố còn lại của quân Ukraine. Ngày 28 tháng 11, họ tấn công từ mọi phía, giao tranh ác liệt xung quanh nhà máy than cốc,
khiến thành tựu thời Liên Xô này bị phá hủy hoàn toàn. Nhờ lợi thế phương tiện cơ động, các đơn vị Nga có thể di chuyển binh lính liên tục, dồn quân số đông áp đảo về một điểm của đối phương và tập trung tấn công, bảo mòn. Từ ngày 4 tháng 12, quân Nga bắt đầu tập trung củng cố lại các vị trí phòng thủ đã chiếm được từ tay đối phương trong suốt 2 tháng vừa rồi. Ngày 17 tháng 12 năm 2023, hai đoàn xe thiết giáp của Nga nỗ lực đột nhập Avdiivka từ phía nam nhưng lại bị kẻ thù phục kích và đánh mìn. Nhiều phương tiện bị cháy, nổ, bị bỏ lại, nhưng quân Nga không bị tổn thất nhiều về nhân mạng. Quay trở lại phía quân đội Kiev, bất chấp tình thế chiến trường tồi tệ, thời tiết khắc nghiệt và các đòn không kích liên tiếp của đối phương, họ vẫn duy trì tuyến tiếp tế Avdiivka. Tuy nhiên, tình thế chiến trường vẫn hết sức tồi tệ. Mọi phòng tuyến của quân Ukraine bị suy yếu trầm trọng. Họ còn lựu pháo 155 ly, pháo phòng không, dán tên là vóc vai, nhưng cạn kiệt đạn dược. Bước sang tháng đầu tiên của năm 2024, nhịp độ tấn công của quân Nga bắt đầu chậm lại. Nhận ra đối phương đã lâm vào thế hết sức bị động, kiệt quệ sau nhiều ngày chiến đấu, họ bắt đầu chuyển sang một chiến thuật mới như một đòn cuối cùng để dứt điểm trận chiến. Đầu tiên, quân Nga chuyển từ tấn công các ngọn đồi và bãi đất trống ở phía Bắc và phía Tây thành phố sang tấn công từ phía Nam và phía Đông. Các đơn vị thiết giáp đột kích chớp nhoáng, bộ binh cũng nương theo đó mà tìm cơ hội đột nhập vào chiến tuyến quân Ukraine. Các cuộc không kích bằng bom gây cháy, bom dẫn đường hạng nặng cũng tạm thời được giảm xuống, nhường chỗ cho tên lửa và pháo binh. Đến ngày 20 tháng 1 năm 2024, quân đội Nga chủ yếu là lực lượng thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 1, số 44, 55 đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam Avdiivka, chiếm được một cứ điểm kiên cố và tiến 1,2 km về phía Bắc. Nhờ thông tin tình báo chi tiết, lực lượng công binh Nga đã thành công đào hầm vào sâu trong các phòng tuyến của đối phương. Các mảnh vỡ kim loại, đường thoát nước nhanh chóng được dọn sạch. Các đơn vị đặc nhiệm cũng theo đó mà thâm nhập vào ngay sau hậu tuyến của Ukraine đánh chiếm công sự. Đến ngày 25 tháng 1 năm 2024, lữ đoàn 110 chủ lực của Ukraine phải chật vật giao tranh với quân Nga đang tiến vào khu vực trung tâm thành phố. Quân Kiev cố gắng phát động thêm một số đợt phản công nhằm giành lại các vị trí đã mất nhưng không thành công. Đầu tháng 2 năm 2024, quân Nga tiếp nối các cuộc đột phá về phía Nam bằng cuộc đột phá thứ hai ở phía Bắc Avdiivka. Quay lại tình hình khu vực xung quanh đường sắt, quân đội Nga đang tập trung tấn công theo hướng Bắc nhằm cố gắng cắt đứt đường tiếp tế của đối phương. Đến ngày 12 tháng 2, quân đội Nga đã củng cố phía Tây tuyến đường sắt, triển khai thêm xe bọc thép và tiến bộ nhỏ về phía Tây Nam thành phố. Đến ngày 13 tháng 2, một vài đơn vị của lữ đoàn 110 Ukraine đã được lệnh rút khỏi Avdiivka vì không còn đủ khả năng để chấn giữ thành phố. Các sĩ quan Kiev cho biết rằng họ đã cạn kiệt đạn pháo. Vào ngày 16 tháng 2, quân đội Nga tiến dọc theo hướng Đông Nam khi các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ở phía Đông Bắc thành phố, với giao tranh khốc liệt nhất được cho là diễn ra tại khu công nghiệp. Đến tối, quân Nga đã chiếm được công viên thành phố và bệnh viện. Các nguồn tin Nga tuyên bố có tới 5.000 quân Ukraine vẫn ở lại thành phố. Tất cả đều gần như bị bao vây. Nhưng bất chấp kết cục cuộc chiến gần như đã ngơ ngũ, lữ đoàn số 3 Ukraine vẫn mở các cuộc tấn công liều lĩnh, gây thương vong nặng nề cho lữ đoàn bộ binh cơ giới số 114. Sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 2024, phía Kiev xác nhận quân Ukraine đang rút hoàn toàn khỏi Avdiivka về các tuyến mà họ cho là thuận lợi hơn, nhằm tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng, sức khỏe của quân nhân. Chính quyền Kiev cũng xác nhận một số quân Ukraine đã bị bắt. Trong ngày, cờ Nga tung bay khắp thành phố. Tổng thống Nga Putin chúc mừng quân đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Một số phân tích cho thấy, trận Avdiivka có thể sẽ là hình mẫu tương lai của các cuộc tấn công do quân đội Nga tiến hành, với lợi thế vượt trội về pháo binh và ưu thế trên không. Việc chiếm giữ Avdiivka là một đòn chiến lược và mang tính biểu tượng của Nga chống lại lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là thành công lớn nhất của lực lượng này kể từ khi chiếm được Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Trong quá trình phòng ngự Avdiivka, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải đối mặt với một số tình huống bất lợi, bao gồm việc thiếu hậu phương an toàn, những khó khăn lớn trong việc cung cấp đạn dược, thiết bị và vũ khí, và cả quá trình thay thế nhân lực đầy nghi hoặc ở Kiev. Quả thực, chiến thắng tại Avdiivka có ý nghĩa với Nga về mọi mặt. Dù là thế chiến lược, chiến thuật trên thực địa hay uy tín chính trị của giới cầm quyền Moscow. Ngược lại, ở phía Ukraine, nó là một mất mát to lớn, đồng thời làm tăng sức ép lên hầu hết các chiến tuyến của đường vững. Vậy liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đang đi đến hồi kết với một cuộc đàm phán bất lợi cho phía Kiev? Hay chính quyền ông Zelensky vẫn còn một số quân bài chưa được tung ra hết, và đây mới chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn chiến tranh ác liệt hơn? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận.
Còn bây giờ Việt Cường thay mặt ekip xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.